Chào các bác, hôm nay bên em giới thiệu đến các bác một con nâm ly khủng của Piller. Con này thì gọi là trâu sắt luôn. Piller A717 với cân nặng 20 kg, bê thì còng lưng luôn thưa các bác. Đây là một cái dòng sản phẩm khá là hay của Piller, chuyên trị những cái dòng loa cứng đầu, và chuyên trị những cái dòng loa cứng đầu, những cái dòng loa khó ra tiếng, nó đánh Piller săn xui rất là tốt. Con này ra đời vào những năm 1987. Tuy nhiên thì sau đợt trần sưu tầm được em này còn rất đẹp, hàng về chỉ trong cái tình trạng thiếu hộp xốp thôi. Dòng chữ ký của Pioneer hình thức rất đẹp, cân nặng là 20 kg. Em này thì nó có một cái công suất là 270W, sử dụng nguồn điện 100V, đánh được hai cặp loa AB và A cộng B. Hình thức còn rất là đẹp. Sơ qua một số các cái chi tiết này: công tắc nguồn này, lỗ cắm phone này, nút chỉnh cầu loa AB, máy chạy được hai cặp loa A và B, nút chỉnh bass, chỉnh chép, chỉnh ba lan cân bằng trái phải, có cả phần phono equalizer, có cả loudness này, đấy, có đường vào tép 1, tép 3 này, đấy, có cả nút direct để chúng ta chơi thẳng. Bên trên thì các cái cổng vào thông thường và volume, đây có một cái nút cắt decibel, tức là nút khóa tiếng. Đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát phía sau của em A717 này, rất khủng luôn. Phần chân chén là vàng ươm luôn các bác nhé. Đây là cái phần hậu của máy ạ. Máy này thì với cái nội thất là sắt si bọc đồng đây ạ. Đấy, rất là đẹp. A717 này 270W, con này mới chỉ thiếu hộp xốp thôi. Đấy, một số nó sẽ ưu tiên hai cái đường, một là đường phono, hai là cái đường CD, thì rắc của nó sẽ mạ vàng. Đấy, hai cái đường này thì được ưu tiên. Máy chạy hai cặp loa A và B. Cái này nó lại bố trí là cặp B này ở trên và cặp A ở dưới. Cho nên các bác lưu ý về khi mà đấu thì chúng ta phải vặn đúng. Thông thường thì chúng ta vặn cầu ở trên thì chúng ta lại tưởng là A, tuy nhiên không phải, con này nó lại là B. Đó. Phần dây nguồn rất là to, đại bác luôn. Con này thì chuyên trị những cái cặp loa cứng đầu và khó trị. Chân chén này làm rất là khủng. Mặt mũi là không có chảy xước đâu các bác nhé. Con này thì sở dĩ nó là mặt đen cho nên là khá là khó quay, nó sẽ bị bám cái dấu vân tay. Đấy, cứ sờ vào một tí là nó sẽ bám cái dấu vân tay và nó sẽ bắt bụi, rất là khó quay. Tuy nhiên về tổng thể nó rất là đẹp đấy, nhưng mà quay lên clip là hơi khó quay. Em sẽ tháo ra toàn bộ cái phần lắp lưng này, là hãng này để thoáng là để tản nhiệt các bác nhé. Đấy. Lắp lưng này để thoáng, mà cái nội thất nó còn mới thì chứng tỏ con này ít sử dụng, rất là mới luôn. Một cái phần nội thất rất là khủng luôn thưa các bác, rất là khủng luôn. Máy này thì chạy hai nguồn độc lập cho hai vế, giúp cái âm sắc là vô cùng là vững vàng. Nguồn của nó là sử dụng nguồn đúc các bác nhé, nguồn đúc của Piller. Đấy, rất là khủng luôn, hai nguồn độc lập, hai hai tụ nguồn rất to. Đấy, hai tụ nguồn, tụ này là tụ Enna 22.000 mi, rất khủng. Các cái chân này còn vàng ươm luôn. Sắt si của con này là bọc đồng trùng nhiễu, toàn bộ sắt si là bọc đồng trùng nhiễu, kể cả đáy luôn. Cái phần bắt chân tụ này rất là đẹp mà cũng bọc đồng. Tản nhiệt xương cá, đấy, toàn bộ là vì mạch ở trong này, chúng ta sẽ không quay được gì luôn. Đấy, ốc nhái đều mạ đồng này. Con này thì đánh 8 sò xanh đen, 8 sò xanh đen rất là khủng luôn. Khoảng 8 con sò xanh đen đây ạ. Đấy, rất đẹp. Cái này là cái tiếp mát hoặc là cái gì đây em không rõ. Đánh 8 con sò xanh đen zin nguyên bản 100% cho các bác. Con này quá đẹp và mới. Em sẽ dựng lên quay cho các bác cái phần đáy một chút. Đây các bác ơi, phần đáy này còn vàng ươm này. Đấy, phần đáy còn vàng ươm rất là đẹp. Chính vì máy nặng cho nên là hãng họ thiết kế một cái chân phụ ở đây ở giữa và bốn chân bốn góc, giúp nó không bị sệ cái phần ở giữa này xuống. Đấy là những cái máy nặng thì hãng họ mới thiết kế như thế. Nặng tới 20 kg. Một người bê con này là còng lưng luôn. Con này thì chuyên trị những cái dòng loa Pioneer, các tất cả các dòng loa Pioneer Bass 25, 30 đều chơi tốt.
thậm chí là bát 40. Và bên em đang có một số các cặp loa Pioneer ghép vào được đấy. À, Pioneer CSF 900 bát 30 4 đường tiếng, CS 755 cũng bát 30 3 đường tiếng. Đều chơi rất là tốt. Và bây giờ em sẽ test thử. Con này thì bên em có giá 8 triệu rưỡi các bác nhé. 8 triệu rưỡi cho em 717 đẹp xuất sắc, công suất 270W. Tiếng rất tốt. Nó lao lớt này. Đây là đánh direct, đánh thẳng, không qua bát chép. Đấy, đánh thẳng luôn. Chỉnh nhá. Chép. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến. Bát này từng lũy che muộn phiền. Mình đang chơi ở cầu B đấy. Chơi cầu A này, A cộng B này. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16 cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng. Con này nó chơi được các cái loa từ 4 đến 16 ôm. Chơi một cặp nó chơi được 4 đến 16 ôm, giải rất là rộng. Chơi hai cặp nó chơi từ 8 đến 32 ôm. Rất khủng luôn. Nội thất khủng như thế và nguồn rồi tung. Chạy 8 sỏ giá rất rẻ. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước. Đây là chế độ ngắt tiếng này. Giảm decibel đấy, tức là nó khóa tiếng. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật. Rồi chào các bác, 8 triệu rưỡi cho em 717. Các bác nào có nhu cầu hãy alo cho em. Shop với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc, giao bán sản phẩm không bao gồm phí ship. Xin chào.